Rồi ok, xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh Great Game Mobile của mình, và anh em sẽ tiếp tục đến với con game kho báu truyền thuyết nhé. Ở video ngày hôm nay thì mình sẽ cập nhật cho anh em cái bản update mới nhất ở bên server chung, cũng như là đồng thời sẽ giới thiệu với anh em một cái tính năng mới toanh luôn. Đấy, vừa mới ra bên server chung luôn. Thì cái tính năng này thì chắc chắn là giống như cái tính năng là trái ác quỷ thôi. Và bên như ở bên server Việt Nam thì khả năng là sẽ ra update sau bên server chung khoảng 1 tháng đến hơn 1 tháng nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ cùng đi kiểm tra xem là với bản update của server chung ngày hôm nay thì có những cái tính năng gì mới. Đấy, đầu tiên là về cái giao diện thì anh em có thể thấy là đối với giao diện của bên bản server chung, khi anh em vào cái đấu trường arena thì hiện nay đã thay đổi cái giao diện là giống như bên server Việt Nam rồi. Anh em có thể nhìn thấy là nhìn trông nó dễ nhìn và trông nó thoáng hơn, và ở đây nó đã có update về thời gian diễn ra đấy các cái tính năng rồi, đấu trường arena rồi. Ok, thì đấy là cập nhật cái giao diện nha anh em nhé. Còn bây giờ sẽ đến với cái màn quan trọng nhất, đó chính là review cho anh em, giới thiệu cho anh em cái tính năng mới nhất, đó chính là tính năng thức tỉnh trang bị như anh em nhé. Thì đây, ở đây thì trước đó thì anh em có thể thấy là trong cái thức tỉnh này, mình xin lỗi, trước là trong cái shop rèn này đúng không, thì anh em sẽ có hai vị trí. Đầu tiên đó là vị trí anh em sẽ ghép cái trang bị, ghép số sao trang bị để nâng cấp cái số sao của trang bị lên. Cái tính năng thứ hai đó chính là anh em nâng cấp cái level của trang bị của anh em lên đúng không. Đấy, ví dụ level 20, 40, 60 và 160 các kiểu, đấy là cái tính năng thứ hai. Và hiện nay ở bên server Việt Nam thì cái tính năng thứ ba thì vẫn đang chưa mở đúng không, và sẽ mở sớm thôi. Thì ngày hôm nay bên server Trung Quốc đã chính thức mở, thì đó chính là cái tính năng đó là nâng cấp thức tỉnh trang bị nha anh em nhé. Thì đối với cái thức tỉnh trang bị này thì mình đọc thì nó yêu cầu là cái trang bị là phải từ trang bị cam trở lên. Đấy, trang bị cam trở lên thì mới có thể thức tỉnh trang bị được. Và anh em có thể thấy là ở đây ví dụ như cái kiếm là 1 này và cái dây chuyền là 2, thì các chỉ số cơ bản của kiếm và dây chuyền thì anh em thấy là đều là tăng công đúng không. Thì khi mà anh em nâng cấp ấy, thức tỉnh cái trang bị này lên, thức tỉnh trang bị thì nó cũng có level của trang bị nha anh em nhé, level thức tỉnh. Đấy, thì khi mà anh em thức tỉnh cái trang bị này lên thì nó sẽ tăng chỉ số tấn công của anh em và tăng phần trăm đấy cái sức tấn công của anh em lên nhá. Đây anh em có thể thấy là nếu như neo và không, hiện nay công của mình cả hai dòng là đang không cộng ấy tí nào cả, nhưng khi mà nâng cấp lên đến level 1, thức tỉnh level 1 thì anh em có thể thấy là sức tấn công cộng lên 600 và cái phần trăm sức tấn công ở bên dưới là cộng thêm là 0,5%. Đồng thời ví dụ như ở đây đối với cái dây chuyền đấy, chỉ số cơ bản của nó là sức tấn công thì nó cũng sẽ tăng cái sức tấn công nhá. Ví dụ nếu như cái nhẫn này đấy và cái áo này, không biết là nhẫn hay là cái đai lưng đấy, đấy thì chỉ số cơ bản của nó là tăng máu anh em ạ. Thì khi mà anh em nâng lên đấy thì nó cũng sẽ tăng chỉ số cơ bản là số lượng máu và phần trăm số lượng máu nhé. Cái nguyên liệu để anh em có thể thức tỉnh cái trang bị này thì nó bao gồm hai loại nguyên liệu đấy, một loại là đá thức tỉnh đấy, một cái là đá thức tỉnh anh em sử dụng đấy, và một loại là cái này là gọi là đá thủy tinh thức tỉnh, mình cứ gọi là đá thủy tinh thức tỉnh đi nhá. Đây, các cái trang bị này, đối với cái đá thức tỉnh này thì anh em sẽ sử dụng và anh em có thể mua được ở trong cái đấu giá hạm nha anh em nhé, mua ở trong cái shop đấu giá hạm này đấy, ở trong cái đấu giá hạm này. Đâu rồi, đây anh em có thể thấy là đây là các vật phẩm nó rơi ra ở trong cái đấu giá bot hạm đội và liên server bot hạm đội, thì cái đá thức tỉnh này nó sẽ mở bán ở đây. Thì tí nữa khi mà đến 7 giờ ấy, thì mình sẽ vào check ở bên server chung để xem cái giá bán nó bao nhiêu, thì buổi ngày mai mình sẽ cập nhật cho anh em nhé. Thì đấy là đầu tiên, đó chính là cái đá thức tỉnh, được chưa, cái đá thức tỉnh. Tiếp theo là cái thủy tinh để anh em thức tỉnh. Đối với cái thủy tinh thức tỉnh này thì anh em có thể kiếm được như sau này. Đối với thủy tinh thức tỉnh thì anh em sẽ kiếm được, ở đầu tiên là anh em sẽ, nó có một cái trong phó bản nhiệm vụ hàng ngày. Đây, trong cái phó bản nhiệm vụ hàng ngày của anh em thì nó sẽ mở ra một cái phó bản mới, được chưa. Đây, ok. Và bây giờ thì mình đang ở cái level 6 là level tối đa rồi, thì ở mỗi lần càn quét thì mình sẽ được 120 cái viên đá thủy tinh thức tỉnh này, và kết hợp là một cái dương đấy tự chọn. Tuy nhiên là cái trang bị ở đây thì trang bị cùi bắp thôi, trang bị 3 sao tím thôi anh em ạ, cái này thì không tính. Đấy, thì mình sẽ có thể càn quét như vậy, là với VIP 1 thì mình đang càn quét được 3 lần, như vậy tổng là mình sẽ được là 360. Đây mình vào mình check cho anh em. Đấy, như vậy là ở cái lần nâng cấp đầu tiên từ level 0 đến level 1 thì anh em sẽ tốn là một viên đá thức tỉnh và
một viên đá tím thức tỉnh và 100 cái viên đá thủy tinh thức tỉnh nha anh em nhé, và sẽ nâng cấp lên. Đấy thì hiện nay mình đang thiếu cái viên đá này, thì tí nữa nếu mua được thì mình sẽ làm video clip giới thiệu anh em buổi ngày sau. Thì đấy là cái tính năng đầu tiên, đó chính là cái tính năng là thức tỉnh trang bị nha anh em nhé. Và nếu như anh em đã chót thức tỉnh rồi thì anh em hoàn toàn có thể reset lại được để cài nó về không được. Đấy anh em có thể thấy là có cái dấu xoay tròn này này, thì khi mà anh em thức tỉnh trang bị rồi đấy thì anh em hoàn toàn có thể reset nó về không được nhá. Còn tốn nguyên liệu như thế nào thì lại phải tiếp tục để test cho anh em xem. Ok, thì đấy là cái tính năng đầu tiên, là cái tính năng là thức tỉnh rồi. Ok, một cái tính năng thứ hai ở trong thể hiện ở trong các cái con tướng nha anh em nhá. Thì đây cái này thì mình cũng chưa hiểu là ý là nó như nào, nhưng ở đây thì anh em có thể thấy là gần như là nó kiểu là khảm những cái nguyên vật liệu đấy cho con tướng anh em ạ, khảm ngọc cho con tướng anh em ạ. Ở đây các cái ngọc này thì nó sẽ sử dụng hình mẫu của các ngọc giống như mà cái con ốc ấy, các con ốc impact ở cái đảo trên trời. Đây, các con ốc ở đảo Impact ở đảo trên trời anh em ạ. Ok, đây nhá, nó sẽ có 6 cái lỗ để anh em có thể khảm, và tương ứng với mấy cái lỗ này thì nó sẽ khảm đá khác nhau. Và đây, khi mà anh em kiếm nguyên vật liệu nhá, đây, cái nơi để anh em kiếm cái nguyên vật liệu này, đầu tiên thì là anh em có thể reset ở trong đấy, trong cái shop này, được chưa? Reset ở trong cái shop này, từ từ đã, mình sẽ giới thiệu cho anh em. Ở đây thì sẽ có cái đá khảm ở đây nhá. Và ngày hôm nay nó là buổi thứ tư nên là cái buổi cuối cùng của cái event này, thì không biết là mai sang cái tuần event mới đấy thì nó có mở cái event này trong vòng một tuần hay không. Mình nghĩ là nó sẽ có mở trong vòng một tuần anh em ạ. Đấy, thì đây là các cái nhiệm vụ để anh em kiếm các cái chìa khóa để anh em làm nhiệm vụ nhá. Anh em nào đang chơi server chung thì anh em vào tranh thủ để tranh thủ lốt ngày hôm nay. Và khi anh em mở khóa này, được chưa, thì nó sẽ có phần trăm để anh em nhận đấy các cái phần quà. Đây ví dụ, đây mình nhận được một cái ấy con vỏ sò đấy, một cái vỏ sò màu tím, nó tăng là 10.000 đấy điểm máu, được chưa. Ngoài ra các phần thưởng nó ngon hơn thì anh em có thể thấy là có các cái vỏ sò đỏ này, ok này, được chưa. Đấy các cái vỏ sò đỏ này, 10.000 kim cương là phần thưởng cao nhất, may mắn cao nhất. Và ngoài ra thì sẽ có cái dương để mở gian zoom cái vỏ sò màu cam, được chưa. Khi mà anh em có vỏ sò thì đây, anh em sẽ vào đây và anh em sẽ ấn đấy, bên phải thì nó sẽ tự động khảm cái vỏ sò vào cho anh em. Như vậy là đối với cái vỏ sò này của mình thì nó sẽ tăng chỉ số mặc định là 10.000 cái lượng máu và cộng thêm 833. Đấy, cộng thêm 833, được chưa? Và cái này anh em sẽ có thể nâng cấp được. Đấy, nâng cấp được level lên. Và nâng cấp level lên thì anh em sẽ sử dụng cái điểm huy hiệu sao này. Cái sao này, đấy thì anh em sẽ kiếm được ở khi mà anh em đi cái thí thám hiểm bí cảnh nha anh em nhé. Đây mình sẽ ví dụ cho anh em luôn. Đây mình sẽ tiêu diệt cái thám hiểm bí cảnh này luôn này. Đây, ở trong cái nhiệm vụ đây nha anh em nhá. Đây, trong cái nhiệm vụ thám hiểm bí cảnh như này. Đấy, đây. Đấy, trong cái nhiệm vụ này này thì anh em có thể thấy này, 12.000 điểm này, khi mà anh em hoàn thành tiêu diệt là 30 boss thủ vệ thì anh em sẽ được 12.000 điểm này. Hiện nay mình rất may là ở cái tuần này thì mình chưa tiêu diệt hết. Ngày hôm nay mình chưa tiêu diệt hết nên hôm nay mình sẽ tiêu diệt hết 5 cái con boss thủ vệ của cái tầng này, bởi vì mình lười, mình không càn quét anh em ạ. Ok, thì mình sẽ lấy 12 điểm này và mình sẽ test, mình nâng cấp cho anh em nhé. Đấy là cái cách đầu tiên anh em sẽ kiếm ở đây. Và ở đây nó cũng sẽ rơi ra các cái con sò để khảm nha anh em nhé. Đây này, tí nó sẽ xuất hiện ở đây này, có các con sò để khảm, nó sẽ mở bán ở đây anh em ạ. Đây mình sẽ test tiếp cho anh em. Từ từ đã, đây được chưa, bây giờ sẽ vào đây. Và đây, đây anh em ơi, bây giờ mình sẽ nâng cấp lên nhá. Ồ, chưa nhận, quên, đây. Đấy anh em ạ, đây, nhận 10 cái này, được chưa, 12.000. Và đồng thời sẽ có một cái dương, đây một cái dương gian zoom vỏ sò, cái này sẽ không được chọn anh em nhé, mà nó sẽ gian zoom. Mình sẽ mở hai dương và anh em thấy là mình được hai cái vỏ sò màu xanh, đấy, màu xanh dương. Bây giờ thì sẽ ra khảm đá, mỗi một cái vỏ sò nó sẽ có một cái đấy, một cái vị trí riêng nha anh em nhé. Đấy ví dụ như ở cái vị trí dưới này, đấy ở cái đây, ví dụ vị trí dưới này thì nó tăng máu này, lên đến vị trí này thì nó tăng công này, còn ở vị trí trên cùng này thì nó vừa tăng điểm máu và vừa tăng điểm công anh em ạ. Đấy rất là ok luôn nhá. Bây giờ thì mình sẽ nâng cấp cái này lên. Đấy anh em ơi, đây là khi mình nâng cấp đến level 2 thì anh em có thể thấy là lượng máu cộng của cái vỏ sò tím này nó sẽ cộng là 11.666 cộng chỉ số cơ bản là 833. Đấy như vậy là càng cái chất của cái vỏ sò này nó càng cao thì nó sẽ càng cộng nhiều chỉ số nha anh em nhé. Và đây có một nơi nữa để anh em kiếm cái vỏ sò này, đó chính là cái shop Đại Hải Trình anh em ơi.
À đây đây mình xin lỗi, không phải shop đại hành trình mà nó là cái shop bang hội. Đây, đối với cái shop điểm bang hội thì anh em có thể thấy là với 30.000 cái xu bang hội thì anh em sẽ đổi được một cái dương. Đấy, cái dương này khi anh em mở ra anh em sẽ được gian zoom một trong ba cái vỏ sò màu vàng, ba cái vỏ sò vàng anh em ạ. Thì như này thì là đỏ hay là tím là cao nhất, sau đó đến vàng. Đây thì anh em có thể thấy là một trong ba cái vỏ sò này thì chắc chắn các chỉ số nó cộng nó sẽ cao hơn nha anh em nhé. Và khi mà nâng cấp đến level 2, 4, 6 hay gì này thì các chỉ số nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Và đồng thời nếu như trong cái bộ trang bị của anh em có nhiều cái vỏ sò hơn thì nó sẽ cộng nhiều chỉ số hơn nha anh em nhé. Đây, ngoài ra thì anh em sẽ cộng ở đây, ở trong cái shop này, trong cái shop này anh em ạ. Đấy, trong cái shop này anh em reset thì sẽ có bán cái vỏ sò nha anh em nhé. Đây mình sẽ ví dụ cho anh em luôn, nó sẽ bán một cái vỏ sò màu cam với giá là 3.000 kim cương. Những anh em nào có nhiều kim cương thì anh em có thể đầu tư đấy, để anh em test thôi, anh em gọi là thử một chút thôi, còn mình không biết là với cái giá 3.000 kim cương thì nó là lãi hay là lỗ. Đấy, ok này, được chưa? Rồi, vẫn chưa reset ra. Nó có một cái nhiệm vụ đó là anh em phải mua 30 lần đấy, ở trong shop, nên hiện nay mình reset mình mua này thì nó cũng sẽ không lỗ anh em ạ. Đấy, bởi vì là tí nữa sẽ được một cái chìa khóa nhé. Đây, vẫn chưa ra được cái vỏ sò. Lần này reset thì khá là chậm luôn anh em ạ. Ok. Những server khác thì mình reset rất là nhanh để ra kiếm được cái vỏ sò anh em ạ. Đấy, như vậy là vẫn chưa thể kiếm được cái vỏ sò. Đấy, nó có cái nhiệm vụ là mua 30 lần đây. Đây này anh em ơi, ở trong này này, trong này đây nó có nhiệm vụ là mua 30 lần này. Đấy, 15 lần và 30 lần này. Ngoài ra có nhiệm vụ tiêu kim cương này này anh em ơi. Đấy, ví dụ là cái nhiệm vụ là đến 2.000 và 5.000 này là nhiệm vụ tiêu kim cương này. Còn cái nhiệm vụ 600, 300 này thì nó là cái nhiệm vụ của anh em là nạp 60 kim cương hoặc là nạp 300 kim cương. Đấy, còn đối với cái nhiệm vụ là 30.000 này và 50.000, tức là anh em sử dụng 30.000 và 50 cái nghìn điểm huy hiệu này để anh em nâng cấp. Đấy, còn 5 lần với 10 lần này, 5 lần 10 lần kiểu như là anh em dã anh em ạ, anh em phân dã 5 và 10 cái vỏ sò đấy. Đấy, còn hai cái này là cái gì? Hai cái này đó chính là cái nhiệm vụ là anh em sử dụng cái đá thủy tinh thể lực nhá. Đây, ok, đấy. Như vậy là sử dụng hai cái thì mình sẽ hoàn thành và mình được hai chìa khóa anh em nhá. Đấy, như vậy đã có hai chìa khóa, mình tiếp tục mở tiếp để xem là may mắn ngày hôm nay sẽ được cái gì. Đấy, như vậy tiếp tục được một vỏ sò màu xanh lam này. Đấy, và một cái cuối cùng. Ok, tiếp tục được một vỏ sò màu xanh lam nữa. Và bây giờ sẽ tiếp tục nếu Wano Zoro ở chỗ này, à em tướng Oni Zoro. Đấy, như vậy là hiện nay mình có một cái tím và ba cái xanh cho em tướng Oni Isnan Zoro. Và tiếp tục mình sẽ khảm đấy, cho em tướng Carrot này. Đấy, Sabo, như vậy là hết rồi. Ok anh em ơi, đấy, như vậy là đã hết các cái để khảm rồi. Bây giờ mình sẽ nâng cấp lên nhá anh em. Đây, đây này, đấy, nâng lên này, được chưa? Anh em thấy là lực chiến tăng lên thì khá thấp, với mỗi level thì tăng lên là khoảng 333 anh em ạ. Còn một cái vỏ sò màu tím này xem nào, khi mà tăng công, đấy, như vậy là khi mà anh em nâng cấp những cái mà tăng công này, cái trên cùng này màu xanh lam thì lực chiến là tăng thấp hơn. Ok này, đấy, nâng cấp những cái màu tím thì chắc chắn là lực chiến nó sẽ tăng là nhiều hơn anh em ạ. Thì đấy là cái tính năng thứ hai, đó chính là cái tính năng là khảm cái vỏ sò đấy cho con tướng của anh em. Mình không biết cái này gọi cái tính năng này nó là cái tính năng gì đấy. Và đây 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 nhá, ở trong đây thì anh em sẽ có thể kiếm được khi mà anh em khiêu chiến bot đấu giá thì anh em sẽ kiếm được đây này. Anh em sẽ kiếm được cái vật phẩm đó chính là cái đá thủy tinh. Đấy, đây là một cách thứ hai. Đấy, cách thứ ba để anh em có thể kiếm được cái đá thủy tinh nhá. Đây, cái đá thủy tinh thức tỉnh. Đấy, trang bị thì anh em sẽ kiếm được ở trong cái nhiệm vụ là khiêu chiến boss đấu giá. Boss đấu giá hạn nhá anh em nhá. Đây, ok này, tiếp tục này. Đấy, mỗi lần là sẽ được 100 cái đá thủy tinh. Này là ok, được chưa? Đấy là như vậy. Và một cái tính năng cuối cùng nữa anh em ơi, một tính năng cuối cùng nữa đó chính là cái điểm cúp này này. Cái này thì mình cũng không biết là gọi nó là cái tính năng gì nữa, ít nữa ra server Việt Nam thì nó sẽ cụ thể hơn. Cái này gần như là anh em sưu tập đấy, sưu tập những cái vật phẩm anh em ạ. Và ở đây ví dụ như là có con mũ của Big Mom này đấy, không biết mũ của hải tặc đây này. Đấy, khi mà anh em sưu tập này, rồi cái na bàn này, rồi cái mũ này,
rồi quyển sách One Piece này, rồi cái cúp này, đấy, dây chuyền này, rồi ống nhòm này, cát, rồi các thể loại, nói tóm lại là thanh kiếm này, rồi khẩu súng này, và những cái trang bị này, những cái này, đấy, đồ giám này này, thì nó sẽ được cộng 5, tức là nâng cấp lên thành cộng 5, và khi anh em đấy nâng cấp lên thì nó sẽ cộng rất là nhiều chỉ số cho anh em. Ví dụ như cái chỉ số cơ bản của cái con này cộng 5 này, nếu bình thường thì nó sẽ tăng là 252.133 điểm máu này và 14.406 đấy điểm tấn công, nhưng tuy nhiên là khi mà kiểu như là nâng cấp lên hay là reset cái gì ấy, thì nó sẽ tăng ấy, nó giảm cái máu và giảm công nhưng mà lại tăng là 6% cái lượng máu tối đa anh em ạ. Tiếp theo nữa là khi mà nâng cấp full đến level 5 hay gì này này anh em ơi, thì nó sẽ tăng là 50% máu này, 50% sức tấn công này, hay là cái điểm thế nào đây này, 50% điểm máu hay là thế nào đây, và này nó có cái chỉ số tiếp theo anh em thấy này, máu là 17% này và tấn công là 17%. Đấy, ngoài ra nó có các cái chỉ số bên dưới này anh em ơi. Đấy, nó có các chỉ số bên dưới tăng rất là nhiều luôn, từ tăng máu đến tăng tốc độ ấy, đến tăng sát thương, và nó có các cái thuộc tính khác nhau nữa. Đấy, ví dụ là cái la bàn này như vậy, còn đây là cái áo này. Đấy, cái áo à mình xin lỗi là cái mũ này, cái mũ hải tặc này, thì nó cộng các chỉ số, mỗi một cái nó sẽ cộng các chỉ số khác nhau anh em ạ. Anh em thấy này. Đấy, điểm công đã cao hơn này, điểm máu cũng cao hơn này, cái phần trăm cộng ở 12% sức tấn công này. Đấy, khi mà reset hay thế nào này. Và ở đây nó sẽ có các cái dòng thuộc tính khác nhau nha anh em nhé. Thì đây là một cái tính năng nữa. Cái tính năng này thì cũng cần phải test rất là nhiều. Đấy, thì mới biết được. Cái này thì gần như là để nâng cấp cái số sao đấy, của nó lên đây này. Đấy, tối đa là một cái thần khí này nó sẽ là 5 sao. Đây anh em ơi, đấy tối đa nó sẽ là 5 sao. Đấy, và khi mà nâng cấp lên, đấy mỗi một cái khi mà nâng cấp lên đến level 1, level 2 thì nó sẽ có thuộc tính khác nhau. Đấy, ở đây cũng thế này. Đấy anh em ạ. Đấy, thuộc tính xanh này, thuộc tính tím này, tức là như thế nào, tức là như này thì khả năng là nó sẽ có màu màu đỏ, màu vàng này, màu xanh này và màu tím, kiểu các chất anh em ạ, hay hoặc là nó reset các chỉ số phụ gì đó. Đây, ở đây thì tăng cái chỉ số phần trăm rất là nhiều luôn, phần trăm công này, phần trăm máu này, rất là nhiều luôn anh em ạ. Và đây cũng thế này. Đấy, ok. À, như vậy là nó có các cái chất tím thì sẽ tăng nhiều chỉ số hơn đấy, và xanh lam thì tăng ít hơn này, và màu vàng thì tăng ít hơn. Để mà kiếm cái này, để mà kiếm cái này thì anh em đấy, anh em có thể thấy là các vật phẩm này nó sẽ xuất hiện ở trong cái đấu giá hạm nha anh em nhé, trong đấu giá hạm và đấu giá liên server hạm. Đây anh em ạ, đây con mắt này, cái mũ này, đây các cái vật phẩm này nó sẽ xuất hiện ở đây. Với giá như thế nào thì tí nữa đến giờ 36 phút nữa thì mới biết được nha anh em nhé. Ok, thì ở video ngày hôm nay thì sẽ tạm thời giới thiệu với anh em một chút như vậy, nhưng mà hình như là có một cái gì liên quan đến skin à, không phải, hôm trước mình tưởng là có một cái gì đó liên quan đến skin cơ, nó thông báo liên quan đến skin cho con tướng có cái kia skin của em tướng kinh hỏa hoạn cơ. Và đối với ngày mai ở bên server chung anh em nhé, trong cái chiêu mộ như ý này thì nó sẽ cho ba em tướng, một là em tướng Big Mom, hai là em tướng Bartolomeo và ba là em tướng Cyborg Puma nha anh nhé. Như vậy là bên server chung thì sẽ cứ 2 tuần thì nó sẽ reset và nó sẽ thêm một tướng mới vào trong cái chiêu mộ như ý này. Đối với chiêu mộ hạn giờ ở bên server chung ngày mai thì sẽ ra ba con tướng thuộc dòng hải tặc, đó là Oni Island Robin, Oni Island Jinbei và Oni Island Kid nha anh em nhé. Đấy là ba con tướng trong cái chiêu mộ hạn giờ ngày mai ở bên server chung. Rồi ok anh em ơi, tạm thời thì video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu sơ qua cho anh em một chút như vậy về cái bản cập nhật mới nhất của bên server chung và update cho anh em một số cái tính năng mới, đặc biệt là cái thức tỉnh trang bị này đấy, rồi cái khảm vỏ sò đấy cho các cái con tướng nha anh em nhé. Thì đấy là một số cái mới update trong cái bản cập nhật này, và cụ thể nó như thế nào nữa thì dần dần chúng ta sẽ cùng tìm hiểu, và để đến với server Việt Nam thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn nha anh em nhé. Rồi ok, xin chào anh em nhé.